Dạ vâng, em xin chào quý vị và các bạn. Đấy, em có một cái thùng, có một cái thùng 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 cái bình nhá, cái bình nước này, cái bình đựng nước này của dòng, đây là của dòng Thermos nhá. Cái này kiểu dạng như bình pha chè gì đấy, bình pha chè của bên Nhật ấy. Đấy. Còn cái này của nó đây là cái dòng của thằng nào đây? Cũng của Thermos này, hàng nổi tiếng đấy nhá. Các hàng cực kỳ thương hiệu nổi tiếng luôn. Đó. Còn thằng này là thằng của thằng nào đây này. Đó. Thằng này thì không thấy nó ghi tên tuổi gì cả. Đây này. Đó. Rồi. Đây còn thằng này đây nữa này. Sirex gì đấy. Đó. Đây mấy cái này là kiểu đồ. Đây này. Cái này người ta dùng để pha cà phê hay sao. Pha cà phê đen. Cái này về thì nó đơn giản thôi quý vị, về đánh tí là được ngay nhá. Ngâm mấy cái chất kiểu như là rửa bát các kiểu nhá. Đấy, thì là nó ok ngay nhá. Đây này. Đấy, nắp thì đây. Cái nắp thì như thằng này nhá. Thằng này thì là nó, đây quý vị nhìn này. Nó bị rớt mất cái phần dưới này. Đây này quý vị nhìn này, khi mà em ấm nhá. Đây này. Nói chung là cái nắp nó bị mất cái, có một cái nắp ở dưới nữa. Đấy, có một cái nắp ở dưới nữa thì nó mất, cho nên là mấy cái bình này là em bán về cho quý vị về đựng nước hoặc là đựng gì thì đựng nhá. Đó, đây này, bị rớt mất cái đâm ra là đây. Đâm ra là cái khả năng giữ nhiệt nó sẽ không có. Đấy, đây cũng thế, nó cũng rớt mất cái nắp đấy. Không biết là do bên Nhật của nó ấy hay gì mà sao mà nó hay bị rớt cái nắp đấy thế. Đây này. Còn cái thằng này thì đây này, đây cái nắp nó kiểu nắp này này, cái nắp kiểu nắp này, nhưng thằng này thì lại bị mất cái gioăng ở đây này. Đấy, thằng này thì bị mất cái gioăng ở dưới này, gioăng ở đây còn nhưng mà gioăng ở đây thì mất. Cái gioăng ở chỗ này thì còn nhưng gioăng ở trên này thì bị mất này. Đó. Ok. Đấy, còn cái này thì không biết là cái này nó là cái mà nói chung là cái này phải có cái răng trên này thì là nó cũng không thấy có, hoặc là cái răng dưới chắc là đây sao. À, nói chung là mấy cái này là nó liên quan đến việc là lắp nó hay bị mất cái răng và nói chung không giữ được nhiệt. Đấy, thì em bán xả thôi nhá, về quý vị vệ sinh lại xong rồi mình dùng làm cái bình đựng nước nhá. Đấy. Ví dụ mình giống như kiểu cái ấm chè ấy quý vị, giống như cái ấm chè nhá, là ấm chè của quý vị nhé. Quý vị khi pha vào thì cả cái ấm chè nó có cái miệng này rất là to đùng luôn đấy. Đấy, thì là mình thay cái này bằng cái ấm chè nhá, thay bằng cái ấm chè đúng không? Đấy. Hoặc là mình đựng nước trắng, hoặc là mình đựng làm gì đựng nhá. Đấy. Chẳng hạn ví dụ đây, đấy, chẳng hạn này, thì mình vẫn cầm này mình rót chẳng hạn đúng không? Vẫn rót đúng không? Đấy. Nói chung là cái này cái nắp nó bị hỏng, nắp nó bị kém, nắp hỏng và nắp kém. Đấy thì là bán xả thanh lý cho các bác nhé. Bình thường những cái này là toàn bán 350, hoặc là những cái này là bình to này là 450 một bình. Đấy. Ví dụ những bình này là 450 này. Bình này 450 này, hoặc là bình này cũng phải 400 này, bình này thì 350 này. Tuy nhiên là mấy cái bình này mình là nó bị ấy thì bán xả về thanh lý nhé, mọi người về tự vệ sinh lau chùi nhá. Đó. Thì cái này là mình bán là sáu trăm nghìn bốn cái bình này nhá, 600.000 bốn cái bình này. Đấy, thì đây là gọi là bốn mười sáu, đáng ra phải bán 800, thanh lý còn một lửa thôi nhưng bán 600, mà thôi đi bán 400 đi nhá, bán 400.000 đi, 400.000 bốn cái bình này nhá. Đấy, thì về cho các bác nhá. Các bác kể cả đựng nước hoặc cái gì cũng không bao giờ mà hoặc có pha chè hoặc cái gì mà cũng không có giá này luôn nhá. Đấy. 400.000 nhá. 400.000 cho bốn cái bình này. Đấy. Bác nào lấy thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào video clip tiếp theo của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại.